Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy tất cả những người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm xì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai, về đến nhà người ấy mời bạn bè hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi vì tôi tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có 10 đồng quan mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn rồi quét nhà moi móc tìm cho kỳ được. Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè hàng xóm và nói: xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay, dưới triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Trên trời ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời Chúa ở bài đọc 1 nhắc chúng ta nhớ đến câu chuyện của ông Abraham. Khi Thiên Chúa muốn phạt thành Sodom và Gomorra, hai cái thành này phạm cái tội đồng tính luyến ái. Ông Lót, ông có 3 người con gái rất đẹp, và ông ta nói với mấy chàng thanh niên trong thành á: bây giờ các anh muốn tôi cho 3 cái cô gái của tôi còn trinh nè. Nhưng mà họ từ chối, họ muốn là 3 thanh niên đẹp trai đó. Và 3 thanh niên đó là ai anh chị em? 3 thiên thần vào nhà ông Lót để giải thoát ông ra khỏi thành. Và thiên thần làm mù hết cái đám thanh niên đó và dẫn ông Lót đi ra khỏi thành. Nhưng mà trước đó chúng ta thấy ông Abraham đã mặc cả với Chúa. Ông ta xin Chúa nếu trong thành có 50 người công chính, Chúa có tha thành. Chúa nói tha. Từ 50, 40, 30, 20, 10 và 5 người. Và đúng như vậy, có gia đình ông Lót, Chúa tha. Và chúng ta thấy bài đọc 1 chúng ta vừa nghe, ông Môi-se cũng mặc cả với Chúa. Chúa đưa dân của Chúa ra khỏi Ai Cập và vào sa mạc để chuẩn bị đi vào đất hứa. Nhưng vào trong đó mấy bữa thì dân đã nổi loạn chống lại Chúa bằng cách làm con bò vàng. Và Chúa định phạt cái dân này tru diệt luôn. Nhưng ông Môi-se đã cầu xin Chúa và Chúa đã tha. Bài tin mừng nói đến lòng thương xót của Chúa ở Luca 15. Lòng thương xót của Chúa đi ngược lại với tính toán của con người. Con người nếu có 100 con chiên mất một con vất luôn, không ăn thua còn 99. Hay là nếu có 10 đồng lạc mất một đồng thôi cũng bỏ luôn. Nhưng ở đây Thiên Chúa lạ quá. Mất một con chiên, mất một đồng mà tìm lại được thì Thiên Chúa vui mừng không chỉ ở dưới đất mà cả triều thần thánh ở trên trời. Vui mừng đây không phải con chiên mà đồng bạc. Vui mừng đây vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Có câu chuyện kể rất là tế nhị. Một cái người giúp việc của Đức Giám Mục trốn ra ngoài thành ban đêm để chơi bời. Và Đức Giám Mục thấy có cái cầu thang bắc lên nơi cửa. Và anh ta chơi đã xong rồi khuya về leo lên tường. Thì khi để mà đi xuống cầu thang
thì Đức Giám Mục lén đưa cái vai mình lên. Anh chàng ta đạp thấy có cái gì nó lạ quá, mềm mềm quá, anh ta lăn cù ra. Đức Giám Mục nói: đừng có sợ, cha đây. Anh ta ăn năn sợ hãi. Đức Giám Mục la: nhưng mà ngài nói không sao đâu, lần sau đi nhớ bảo cha để cha chờ con, đúng giờ cha sẽ giúp cho con leo tường mà xuống. Lần thứ hai anh ta cũng trốn đi nhậu, nhậu say ngủ trước cổng tòa giám mục. Đức Giám Mục biết, mở cổng ra ôm anh ta đưa vào trong giường của mình. Sáng bật mình dậy, anh ta mất hồn. Trời ơi, hồi tối mình đi nhậu mà Đức Giám Mục cũng biết mà không đánh đòn mình, lại cho còn nằm trên giường nữa. Anh ta bừng tỉnh dậy, đi vào xin lỗi Đức Giám Mục. Và lần cuối cùng anh ta ăn cắp bao nhiêu tiền bạc của Đức Giám Mục và chén thánh này nọ đi ra bán ngoài tiệm. Không may cảnh sát bắt được, nhưng Đức Giám Mục biết được, đi ra chuộc về. Ba lần như vậy, anh ta thấy thái độ của Đức Giám Mục tuyệt vời, không la mắng anh ta, không đánh đuổi anh ta, ngay cả cảnh sát bắt được cũng chuộc đem về. Từ đó anh ta quyết tâm thống hối ăn năn. Vậy chúng ta thấy khuôn mặt của Thiên Chúa còn cao hơn, xa hơn cả khuôn mặt của Đức Giám Mục. Khi chúng ta phạm tội, khi chúng ta đi xa nhà Chúa, nếu chúng ta là Chúa, chắc chắn chúng ta không có chờ cái người con hoang đàn đi về đâu. Mà nếu có nghe tin nó ở đằng xa, có thể sai đầy tớ ra đánh đuổi đi nữa, chứ không phải ở nơi cửa mà chờ vào. Rồi không cần cái người con phân trần thay áo quần đeo nhẫn mặc dép vào rồi còn mở tiệc nữa. Tâm tình của Thiên Chúa chúng ta không có thể hiểu được. Và đó là ý nghĩa của tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa cao như trời, sâu như biển và bao la như đại dương vậy. Vậy ở trong gia đình chúng ta cũng cảm được cái tình thương của cha mẹ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Chúa nói với Isaiah: có người mẹ nào mà không thương con mình đâu. Mà nếu trần gian này có những người mẹ mà không thương con mình, ta là Yahweh Thiên Chúa, ta không bao giờ quên con đâu. Vậy khi chúng ta đọc bài tin mừng này, chúng ta cảm nhận được tình Chúa cao vời, vượt hết mọi tính toán của con người như vậy. Vậy đến lượt chúng ta có biết quay về với Chúa, chúng ta có biết nhìn thấy những tội lỗi yếu đuối của mình khi chúng ta xa nhà của Chúa, khi chúng ta đi ra khỏi tình yêu của chúng ta. Vậy chúng ta có biết đứng dậy, chúng ta có biết ý thức đến sự tha thứ vô lượng của Chúa và chúng ta quay về với Chúa để được ở mãi trong nhà của Chúa, trong tình yêu của Chúa? Hay chúng ta cứ mãi mê ở trong cái tội lỗi mình, mãi mê ở trong cái cứng đầu cứng cổ của mình, mà chúng ta không biết rằng khi mãi mê như vậy, chúng ta đang đứng ở ngưỡng cửa của sự đau khổ và chết chóc trầm luân đời đời không? Vậy chúng ta tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa luôn luôn mở cửa cho chúng ta và chờ đợi chúng ta. Người ta kể một chuyện cũng vui, là ông Phêrô tức quá đóng cửa thiên đàng lại, không cho ai lên hết. Nhưng mà ông ta lại nghe Chúa Giêsu trên đó nói chuyện với nhiều người tội nhân ca hát vui múa. Ông ta mới chạy lên hỏi Chúa: lạy Chúa, Chúa chơi ngông, Chúa coi thường con tức lắm. Mấy cái quân tội lỗi này không được lên thiên đàng, con đóng cửa mà hình như có ai mở cửa cho lên. Chúa mới nói: mẹ của ta đó, mẹ của ta lớn lớn mở cửa sổ, rồi còn thòng cái dây xuống nữa để cho mấy cái người tội lỗi leo trên vào cửa sổ đó. Thưa anh chị em, cái dây mà Đức Mẹ thòng xuống đó là cái gì anh chị em? Chẳng hạt mân côi. Vậy nếu Phêrô đóng cửa, nếu Chúa Giêsu không cho, chúng ta còn có mẹ Maria
thả cái dây mân côi để cho chúng ta lên thiên đàng. Vậy Chúa cũng như Đức Mẹ và các thánh luôn tạo mọi điều kiện để chúng ta vào nước của cha chúng ta, chứ không có quên chúng ta đâu. Vậy chúng ta có biết cầm cái dây đó mà leo lên không? Qua đời sống cầu nguyện, qua đời sống đức tin, đức cậy, đức mến, qua đời sống gắn bó với phụng vụ của giáo hội, nhất là qua đời sống bác ái yêu thương của chúng ta.